Sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất. Donald Trump, Donald Trump đã tập hợp trong cuốn sách tuyệt vời này 100 lời khuyên khôn ngoan nhất từ các chuyên gia đầu tư bất động sản hàng đầu thế giới. Đây là loại thông tin và sự khôn ngoan mà bạn chỉ có thể nhận được từ kinh nghiệm sống, trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy sự sáng suốt khác thường có được là nhờ vào những kinh nghiệm và bài học mà những nhân vật có thế lực trong kinh doanh bất động sản trên khắp nước Mỹ phải trải bao khó khăn mới rút ra được. Có rất nhiều điều mà lẽ ra tất cả chúng ta đã có thể làm tốt hơn, từ việc bỏ lỡ cơ hội, dự đoán sai về thị trường đến việc thương lượng quá cao hoặc quá thấp. Những nhà kinh doanh này, cả nam lẫn nữ sẽ kể cho bạn biết họ đã học được gì. Trên đây là những chia sẻ review sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất. Đâu nồ trăm mà các bạn không nên bỏ qua. Hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn trong thị trường chứng khoán Việt Nam để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu thông tin đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn lựa chọn đầu tư là ở mỗi người nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai chúc các bạn thành công